Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn đã đến kênh chăn nuôi Bến Tre ha. Hôm nay là anh em đến xã Minh Tây, nhà anh này quay giùm anh ba con bò nghé chú anh chị. Hai con nghé, 5 tháng rưỡi con. Đến năm gu được 13 tháng tuổi ha. 13 tháng tuổi là anh chủ nhà nó đang nói dậm lên giống rồi nè. Thì trước khi gửi hình ảnh chi tiết con ba con bò này xin cô chú anh chị đăng ký kênh để theo dõi clip mới nhất của kênh chăn nuôi Bến Tre ha. Đó, kênh có sống được 2 giờ trưa và 7 giờ tối ha chú anh chị, là đón em theo dõi nội dung giá cả hình ấy mua liên hệ với em. Đó, thì em báo giá ba con này trực tiếp công khai đây luôn, cô chú như thấy ưng ý mua liên hệ em nha chú anh chị. Bò ở xã An Bình Tây, quận Ba Tri nha. Anh cầm bông hoa. Đây, trước hình ảnh mặt chúng ta là ba con bò ha chú anh chị, hai con. Con kem Pháp với con 3B với con bò gu ha chú anh chị. Gu đất men ha, Mỹ nha. Bò ở huyện Ba Tri ha chú anh chị. Rồi em gửi hình ảnh chi tiết ba bò này cho cô chú anh chị xem. Hai bò lai là con 3B, con kem này là anh chủ nhà nó được 5 tháng rưỡi tuổi ha chú anh chị. Ăn uống thì khỏi lo ha. Đây, quay con kem Pháp trước ha. Con kem Pháp này là F2 ha, lông hơi to ha chú anh chị. Đây, chân cẳng em quan sát là ba con này là không có bú ép xe xuống lúng xuống luộc gì hết. Lúng đây, con kem này luôn có lúng nha. Yếm đây. Chân trước nè, đứng thẳng, chân sau đứng thẳng, móng sò hết chú anh chị. Đó, xương sắc cũng khá là ok ha. Con kem này đầu trụ nha, sái tán nè, nghiêm chỉnh ha. Sái lưng nè, cái đúng vậy thấy không? Sái lưng hoàn thiện ha. Dài có nha, kem này dài đất đầy đặn nha chú anh chị. Cái dài nó là cô chú như thấy không? Đó, đít nè. Đít kem là chú anh chị thấy không? Lông hơi xỏm ha. Qua đỏ nha chú anh chị, kem Pháp F2. Đó. Tới con 3B ha. 3B này chiều cao nãy em đo được là 1m13. Con kem này tầm 1m1 chú anh chị. Con kem này 1m1 ha. Con kem 3B 1m13, còn con gu đó 1m20 23. Trong quá trình đo thì cũng có sơ xích một chí xíu ha. Cũng cô chú anh chị thông cảm bỏ qua ha. Con 3B là chân cẳng chân sau là đứng thẳng. Đứng thẳng ha chú anh chị, móng sò luôn nè. Có lúng đó ha. Có lúng hết nha. Đít 3B nè, khác thân không? Đây. Đó, đít nè. Qua to nha. 3B có hơi nhún sừng hay chú anh chị? Sái lưng này có chú anh chị thấy không? Đây, cái sông lưng của nó là dai cũng có đầy đặn ha. Đó, sông lưng cô chú nhà thấy ha. Thì hai con này anh chú nhà là giá là 35 triệu chốt nha chú anh chị. Hai con kem con 3B là giá là 35 triệu giá chốt nha. Còn con gu thì anh chủ nhà báo giá là 20 triệu. Được 13 tháng tuổi là chiều cao lòng 1m23 ha, con gu à. Gu này là men Mỹ nha chú anh chị, tay to. Đó, bò đây. Chân trước nè, đứng hơi quy ha chú anh chị, em thấy không? Xương sống to nha. Chân trước thì con gu là xương sống nó to mà chân trước nó đứng hơi chân quy nha. Móng sò hết ha, chân sau đứng thẳng luôn chú anh chị không? Đó, cái đúng nè, dấu đúng chèn nè, giữ dần ha. Gu đúng chuyện một màu ha, màu đó mà không có gì hết. Vú đây, bốn vú có vú đeo ha. Đít nè. Đít gu là phát thân không chú anh chị? Qua đen to ha, cậy đuôi nè. Vậy đó. Con gu này tên mặt này không có miếng mắt, nó có chấm trắng chí ha chú anh chị. Cũng không thành vấn đề gì ha. Đó, cái yếm đó là giữ dằn ha chú anh chị, đầu thì nhún sừng thôi, sái tán chứ lưng nghiêm chỉnh luôn. Ăn uống nha, ba con này ăn uống thì cô chú chị khỏi lo ha. Ăn cực kỳ luôn. Má con cô cặp lưng đóng độc không có chị chú anh chị. Lưng đi đừng đo chính giữa có đường mương thấy không? Sái lưng nghiêm chỉnh ha. Đó, con cô là 20 triệu cũng còn bớt chút xíu tiền xe, còn hai con kia là 35 triệu chốt luôn nha chú anh chị. Hai kia là giá 35 triệu là giá chốt không còn thương lượng. Còn con cô thì cũng còn thương lượng chút đỉnh ha. Cũng bớt chút đỉnh ha cô chú anh chị. Đúng đúng chuyện luôn thấy không? Đúng chân là chân xương cối nha, móng sò. Con gu này dở cái hơi chân trước hơi chân quy nha, cô chú anh chị thấy quá ưng ý mua liên hệ cho em. Thì số điện thoại em để trên màn hình ha. Nhanh tay nhấc máy chốt ha. Cái đít con gu là khác thân không? Con gu ở chỗ nhà đó là nó dậm lên giống này, nó nha hót nè. Được 13 tháng tuổi ha chú anh chị. Chiều cao là 1m23. Đó, to hai ngày. Vú này thấy không? Này vú khác thân gu không? Con gu này cô chú chị mua về làm giống tốt luôn. Tay đều có lỗi cái nè, chân nó hơi quy nó ha, mặt mày nè đẹp ha chú anh chị. Lưng đi lưng nè chính giữa hủng rồi thấy không?
lưng anh thắt hăng cái lưng không, đít nè. Con ba bê cũng chạy hết chú anh chị, hai con ba bê con kem này thì chủ nhà bán giá là 35 triệu chốt nha. À, giá này cũng là cực kỳ yêu thương cho cô chú anh chị ở gần xa ha, thấy yên nghĩ mua liên hệ cho em. Đây hai con, ba con là thả đoạn dài hết nè, chiều cao em cũng gửi lại ha. Con kem cao 1m1, con ba bê là cao 1m13, con kia là cao 1m cỡ 1m23 của chú anh chị. Thì đó thì cô chú anh chị ai muốn quan tâm thì ấy hồi em đo lại cho cô chú anh xem lại ha. Cái đầu con bò ba bê nè, thấy không, con ấy sái giữa ha, lưng sẵn rồi, ba con cặp lưng khác lưng nè. Đó, hai ba con này đi lưng thẳng hết nè, không có gánh gì hết chú anh chị, thả đòn dài hết ha. Đó giờ em đo lại cho cô chú nhìn xem lại lần nữa cho xem ha. Hàng cô chú anh chị thấy ưng ý mua ha, đo lại là con kem này nè, cũng nãy em con kem không có đo phỏng, con kem cỡ 1m08 1m09 gì đó, cũng gần bằng 1m1 ha. Còn con ba bê nè cũng bao em đo lại là 1m13 đang cô chú anh chị, con kia 1m23 đó. Thì trong quá trình đo bò nó đi lên xuống lên xuống, nó đi xê xịt thì cũng xê xịt chút đỉnh ha, cô chú anh chị thấy thông cảm ha, chứ đâu có đo đứng nhiều đo ha chú anh chị. Đít nè, ba con nè ha, cho con nhỏ này là còn nhỏ không có tính nha chú anh chị, ba con bự nha. Đó cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em, con này ba bê đỏ nè, thấy không, ba bê cái lúng miếng đầy đủ chú anh chị, chân xương, chân xương đường móng sò ha, với bộ mười hơi bông ha chú anh chị. Kem này cũng vậy ha. Đó, hai con này con kem ba bê này anh chủ nhà bán giá là chốt luôn, không còn thương lượng, là giá là 35 triệu. Còn con gu này là 20 triệu, cũng còn bớt chút đỉnh xe hả chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị thấy ưng ý mua liên hệ cho em ba con ha, nhanh tay chốt thì kẻo lỡ chú anh chị, ba con này không mua bò, còn bò nào mua cô chú anh chị. Con gu này cực kỳ ha, 13 tháng tuổi nè, anh chú nhà nó cũng dậm dậm lên giống, mà cái đùi của nó là bản đùi nó là thắt hăng không, dữ hơn chú anh chị, đúng miếm là sùng sình ha. Ba này kiểu mẫu cực kỳ nghe chú anh chị, con gu lít men tay lít lên Mỹ tay to ha chú anh chị, với em này cái phối giống lít lên Mỹ, không còn lít lên nhỏ ha, hiếm lắm. Rồi quay là xong lưng ba con nè, rồi hình ảnh em quay là chân thật, không có phóng to thu nhỏ gì hết, cô chú anh chị mua về em đang trong hình sao ngoài vậy ha. Đó thì giờ em cũng xin kết thúc video tại đây, mong cô chú anh chị mình xem thấy ưng ý mua liên hệ cho em, thấy không, con này đứng hơi chân trước hay chân quay không sao, chân xa đứng chân quay hay sợ, chân trước đứng chân quay thì bình thường hết chú anh chị, không có gì, này chân sau nó chịu lực, lực về chân sau đó. Rồi ha, giờ em xin kết thúc với tại đây, rồi cô chú anh chị theo ăn ý mua liên hệ cho em, ban nào giá cũng cực kỳ yêu thương nha chú anh chị.